Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em claim con token có cái hiệu là nút chạy trên nền tảng OKChain Testnet nha bạn. Thì để được claim con này thì các bạn cần phải manage mạng OKChain nha bạn. Thì để manage được thì các bạn cần mở địa chỉ với MetaMask mới lên nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ với MetaMask, các bạn ra các bạn nhấp vào ba chữ gạch bên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào một trình duyệt ơi, bấm vào một cài đặt nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn chọn là RBC tỷ chính nè các bạn. Rồi các bạn bấm thêm mạng nha các bạn. Thì tên mạng thì các bạn ghi là OKChain nha các bạn. OKChain URL này thì các bạn, mình có để với bạn link mô tả, các bạn copy URL này nè các bạn. Đâu ta. Khoan các bạn, URL này nha các bạn. Các bạn copy lên giúp mình. Rồi các bạn bắt vào đây. Tiếp tục mã chuỗi. Mã chuỗi là 56. Ủa 65 các bạn. Ký hiệu thì các bạn ghi là OK nha các bạn. URL thì các bạn copy URL này nha các bạn. Mình có đẩy phần link mô tả cho các bạn được. Copy URL này các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây. Rồi tất cả các chị bấm vào thêm nha các bạn. Như vậy là các bạn đã có một cái mạng OKChain Manage nha các bạn. Là cái mạng này nè các bạn. Vì mình đã lưu rồi các bạn ơi. Rồi tiếp tục thì các bạn liên chứ các bạn liên thứ hai của mình các bạn liên này nè các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn OKChain nha các bạn. Thì mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký email và mật khẩu là được các bạn. Rồi tiếp tục thì bước 3 thì các bạn tải về cho mình một cái app là Discord. Các bạn cũng đăng ký một cái tài khoản trên Discord nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra nè. Các bạn chọn vào mục nhận nha các bạn, mạng OKChain nha các bạn. Các bạn sao chép lên nè. Rồi các bạn trở về, các bạn join vào Discord này nha các bạn. Để nhận được 100 token OKChain nha các bạn. Lưu ý 100 token OKChain này là các bạn thử nghiệm nha các bạn, chứ không các bạn không có bán được. Chứ ai đâu mà cho không các bạn đâu 100 token OKChain có khoảng 1.000 mấy đô. Để cho các bạn farm những cái tóc cằn, để cho các bạn buôn những tóc cằn khác, các bạn gì chấp nhận là mờ nữa các bạn. Sau khi các bạn chấp nhận là mờ xong, các bạn bắt cái địa chỉ OKChain của tất cả các bạn vào các bạn. Các bạn chỉ gửi cho bot đó. Rồi sau khi các bạn gửi cho bot thì các bạn sẽ quay lại cái mạng OKChain thì các bạn sẽ nhận được 100 tóc cằn các bạn. Phi quá mà nói chuyện lớn ồn quá. Các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 100 token OKChain này các bạn. Thì mình lấy 100 token OKT này thì các bạn đi farm cái token nút các bạn. Mình đi buôn chứ. Thì các bạn cũng copy cái link này nè các bạn. Rồi nha các bạn copy cái link claim này là bước số 4 nè các bạn. Các bạn copy link này giúp mình các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ email cho mắt mình ra lại nè. Các bạn nhập vào bao gặp bên cùng nè các bạn. Các bạn nhập vào bao gặp bên cùng đó nè các bạn. Các bạn dọn vào trình duyệt nha các bạn. Các bạn. Rồi tiếp tục các bạn vào một tìm kiếm nha các bạn. Lót chậm quá. Rồi các bạn dán địa chỉ URL vào nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gửi. Rồi các bạn, sau khi các bạn gửi xong thì các bạn nhớ connect nha các bạn. Bấm vào connect MetaMask nè. Ok, các bạn bấm kết nối nha các bạn. Rồi, ok, như vậy mình đã kết nối được mạng OKChain của mình rồi các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn lướt xuống đây có một chữ bull nè các bạn. Bấm lên. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào
phá phán các bạn. Bull. Vào đây mình lướt xuống mình tìm hết các thông tin các bạn. Đây là mạng ngồi là đây nó có chỉ dẫn này các bạn. Rồi xuống đây các bạn bull 100 top càng các bạn. À có 103. Phá phán các bạn. Rồi các bạn bấm vào chữ start OKT nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý nha các bạn, các bạn có 100 top càng OKT thì các bạn sẽ tập cho khoảng 95-96 thôi bạn, chừa lời dài đồng các bạn, sau này các bạn làm phí ra rút nha các bạn. Mình thì có 103. Mình để 98 thôi. Nó không có cờ lem, không có được nhiều tốt càng như chứ. Để sau này các bạn không có phí ra các bạn. Rồi các bạn bấm vô start. Sau này các bạn cờ lem quýt giao được cái con tốt càng. Rồi các bạn bấm xác nhận. Thành công chưa? Thành công chưa? Chưa thành công nữa ta. Rồi đây là link dép của tất cả các bạn việc lấy link dép mà chia sẻ cho bạn bè những người thân tất cả các bạn. Ok mình đã sửa tắt 100 top cần OKT đến cũng đã xong các bạn. Sau này thì các bạn sẽ quýt giao được con top cần nút nữa các bạn. Ok như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim con top cần có cái hiệu là nút. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.